những miếng thịt tươi được mua mới trong ngày, nguyên một tảng thịt to đùng uy tín, khách ăn tới đâu mới thái tới đó. Chiếc view vô giá nhìn ra khu chợ lâu đời trên con phố cổ. Đi ăn nướng loanh quanh gần nhà mà không nghĩ có hẳn món sườn cay của Thái Lan này. Đây là quán bếp lửa ở 70 Hàng Giấy. Khi đi lướt qua thường các bạn chỉ nhìn thấy căn bếp mở này thôi, còn chỗ ngồi view như mình thì ở trên tầng 2 nhá. Đây cũng chính là nơi gia đình anh chủ quán sinh ra và lớn lên, tới nay cũng là 4 thế hệ. Cái này là bò thăn bình thường này. Cái này là bò bắp này. Bò chị đâu rồi? Sau khi mà thái ra rồi thì nó sẽ như này. Bài thơ bếp lửa đượm tình bà cháu cũng chính là lý do anh chị chủ đặt tên để luôn nhớ về bà. Riêng miếng bò tảng này thôi nhìn cũng đã thấy uy tín và khác hẳn những miếng bò tảng thông thường đúng không? Kể cả sốt chấm mẻ ở đây cũng ngon một kiểu rất khác so với các quán. Trò chuyện với anh chị mình được hiểu rõ hơn cái tâm của người làm nghề. Với tiêu chí mình ăn thế nào thì bán cho khách đúng như vậy nên đồ ở đây luôn được mua mới trong ngày. Do thị trường nướng ngày càng bão hòa nên là các set của anh chị cũng chỉ để mức giá rất cạnh tranh thôi. Thịt bò ta được tẩm ướp ngấm đều đảm bảo ăn vào rất mềm nhá. Đĩa thịt không hề độn rau có giá 99k một set cho một người. Ăn ở đây sẽ cảm nhận được rõ độ tươi của miếng thịt thêm một chút phô mai là hết sảy. Thông thường mà rủ nhau đi ăn mấy quán nướng về hè trên phố cổ ấy, chả ai nghĩ là có món sườn cay này cả. Quán này đã thực sự là mình bất ngờ với sự có mặt của em nó và cả hương vị nữa. Miếng sườn thì mềm như đã xóc hết xương, nước dùng rõ vị cay nồng chuẩn vị Thái. Vừa ăn vừa ngắm chiếc view chợ đêm phố cổ thích mê. Ngoài hai món trên thì ở đây còn có cả lẩu Thái nữa. Chắc chắn là vẫn sử dụng phần thịt bò tươi xịn rồi. Xét có cả hải sản và lòng, đúng kiểu lẩu phố cổ chỉ 300k một mét khá đầy đặn đấy. Khu Hàng Giấy này ngày càng nhiều các quán lẩu nướng nhưng đây là một quán mình thực sự đánh giá cao về sự sạch sẽ. Có cả nút bấm tiện lợi để gọi nhân viên trên tầng 2 nè. Diện tích và cầu thang nhỏ đúng kiểu nhà phố cổ đây rồi. Đi chơi chợ đêm rồi vào đây ăn là hết ý nhá.